Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video clip này chúng ta sẽ đến trại heo của chị Phương ở Long Khánh, Đồng Nai để giao cho chị một cái cân heo điện tử cảm biến trên, cân được 4 con anh chị ha. Nhắc đến cân heo điện tử thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến cân heo cảm biến trên, tại vì tất cả mọi thiết bị điện tử nó nằm phía trên của cái cân á, nó không có nằm ở dưới hoặc dưới sàn, cho nên thực tế thì cái cân nó sẽ liền khối như thế này, và chúng ta muốn cân ở đâu thì chúng ta chỉ di chuyển cân nó đó thôi, chứ không có phải lắp đặt, không có phải lắp ráp gì cả. Và dĩ nhiên cái cân heo cảm biến trên thì nó chống chuột và nó chống nước tốt hơn, cho nên tuổi đời nó cao hơn, nó lâu dài hơn cái cân heo cảm biến dưới rất là nhiều anh chị nhé. Rồi anh ra đi anh. Nhưng mà mình đầu cho từng mã. Em lại từ đầu cho anh, tại vì hồi nãy em chưa xác định được cân. Rồi anh vui lòng anh lên lại cho em một cái nữa để em hướng dẫn. Rồi ví dụ như đây là lần đầu tiên mình cân đi. Dạ. Đúng rồi. Thế ổn định rồi anh bắn cân. Dạ. Rồi một lần. Dạ. Rồi chứ lần mẹ thứ hai anh cứ lù heo lên tiếp, ví dụ như cũng vậy luôn, anh bắn lên tiếp. Dạ. Anh ra đi anh, khi mà nó về không á. Khi mà nó về không á thì mình mới in tiếp được. Là con mẹ nào ôm mẹ đó ha. Đó hai lần. Rồi anh lù thêm mẹ thứ ba anh lên. Ví dụ như vậy nha anh ha. Yeah, yeah. Rồi thứ ba anh lên. Rồi khi mà anh lên xong hết rồi đó. Yeah. Anh sẽ bấm dấu sao. Anh lên tổng cộng á, anh bấm dấu sao. Là hồi nãy giờ nờ ba lần cân nè, là anh cân được ba lứa, ba mẹ. Thì sẽ bấm dấu ba chấm này nữa. Thì nó sẽ in tổng cộng ra cho anh. Rồi bây giờ em sẽ xé cái bill ra cho anh coi. Đây. Sẽ hiện lên cái phần này bỏ nha. Đây là ngày 28 tháng 12 lúc 8:57 56 giây thì lần thứ nhất anh cân là 59 kg. Em nãy 59 kg. Dạ đúng rồi, 59 kg. Lần thứ hai là anh cân 23 kg, lần thứ ba anh cân 16 kg. Thì anh liên tục luôn. Khi nào anh muốn xong thì anh nhấn tổng cộng. Đây là tổng cộng 3 lần. Bấm sao cái. Dạ đúng rồi. Khi mà anh in tổng cộng á thì cái số anh in nãy giờ 3 lần nó sẽ xóa đi. Thì lần tiếp theo anh cân tiếp á thì nó sẽ lên lại từ đầu, cho nên giờ bấm sao nó sẽ hiện lại dấu 0. Giờ mình đứng bên này mình mở được bên kia. Anh mình đứng đâu đây? Làm các cân cái này lên này. Cái kia lùa là không cần nhiều người. Như vậy là chúng ta đã vừa xem qua dòng cân heo điện tử cảm biến trên, cân được 4 con heo thịt anh chị ha. Và dĩ nhiên cân được heo nái rồi, tại vì cái cân này nó dài tới 2 mét lận. Và sử dụng cái cân này thì anh chị sẽ tiết kiệm được tiền sửa cân rất là nhiều, nghĩa là anh chị sẽ không có phải tốn tiền sửa cân trong thời gian sử dụng lâu dài, tại vì anh chị sẽ không lo bị chuột cắn cảm biến, không lo bị chuột cắn dây tín hiệu, không lo bị cân nhảy chập chờ nữa, tại vì đây là cân heo cảm biến trên. Nó khắc phục được tất cả các nhược điểm của dòng cân heo cảm biến dưới anh chị nha. Và xem xong video lúc này mà anh chị cảm thấy vừa ý với cân này thì hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân từ tự do phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân tận nơi đó anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.